đội tôi là do là Kỳ Minh Tấn lỡ khu nhiệt đới. Dạ. Cho nên vô chỗ băng chịu không nổi. Chứ hồi xưa bún dữ lắm. Ủa? Ủa nhưng mà em cũng khu nhiệt đới mà. Em cũng dùng biển. Nhưng mà em về dùng gần gần đây rồi. Em mới đẻ ra là em đi liền mà. Không, em đẻ ở dưới. Ủa mà chơi bún ngay cát nóng đi là dễ gì dễ gì ông bún bún là anh chơi bún ngay cát nóng đi là dễ gì dễ gì ông bún bún là anh Tuấn. Nói gì vậy? Nói gì vậy? MC gì kỳ vậy? Bây giờ phải nói là dài dòng đi. Hả? Chứ mà nếu chơi những vùng đất nóng đi thì dễ gì chơi lại anh Tuấn. Đúng. Thì dễ gì chơi lại anh Tuấn. Với lại em thấy cái môi trường ở trong đó nó khắc nghiệt nhưng mà cũng không khắc nghiệt bằng cái môi trường ở trong Hai Ngày Một Đêm. Ở đây là sơ hở là bị cướp thoại. Đúng rồi. Sơ hở là không có cơ hội đi thoại cho nên em thấy là không khắc nghiệt bằng. Miếng mà không đậm đà là bị vùi dập. Đúng. Nói dù gì cũng là bao nhiêu mét vuông thôi. Ừ. Còn khắc nghiệt sẽ bằng lòng người ở đây. Còn khắc nghiệt sẽ bằng lòng người ở đây. Đúng. Wow. Nó có lạnh nhưng mà không lạnh bằng lòng người ở Hai Ngày Một Đêm. Ấy lắm. Ấy lắm là gì? Ví dụ nhiều khi Hiếu bữa nó cho ngủ gì mà nó trừ Lê Vũ Lâm ra. Ước gì mấy anh em chúng tôi được ngủ trong phòng máy lạnh. Ở tất cả luôn. Ừ. Rồi đi ở nhà đi quay làm chi? Ừ. Sao vậy? Thôi thôi loại anh đi anh. Xong mà anh em ước cho. Ước tất cả. Thôi thôi đi quay mà ngủ gì thôi. Tôi xin phép tôi ở nhà. Xin phép tôi ở nhà. Tôi xin phép tôi ở nhà. Trừ Lê Vũ Lâm. Đâu đó là do mỏ em nghiệp thôi đúng không lại. Không, cái đó là nguyên ekip là kêu đúng rồi. Quá luôn. Thấy chưa lạnh quá, lạnh lòng. Khi mà mình chơi thua, mình chơi lại round 2, đó là lợi thế hay là thử thách đối với mình? Cái đó là thử thách nha. Thử thách nha. Tại vì lúc đó là cái tay nó bắt đầu nó tê rồi. Đúng rồi. Bún nó đào lắm, phải đổi ngón tay. Mà đổi ngón tay thì sẽ không chính xác. Không, không chính xác. Mà sao nãy anh thấy em toàn bún ngón giữa không vậy? Tại vì em quen rồi. Quen cái tay của em nó vậy. Không mà em cũng bún ngón giữa. Chứ em bún ngón này em bún nãy em chật ra. Đúng rồi, vừa mới vô em bún ngón này là nó dư lực. Đúng rồi. Với lại nó bị quẹo phải. Tôi thấy không ai bún mà ngồi cũng vui hết trơn. Em bún ba người luôn á. Em bún với tay mất cảm giác luôn mà. Cái đòn của em ra là tỷ bún bằng gọi là ý chí em, đó. Em thấy tỷ đuối quá nên giả vờ thua. Ê, sao mà buồn ngủ dữ trời. Hồi nãy tỷ cũng giả vờ thua cho thằng Hiếu. Có không? Chơi thiệt. Có. Chơi hết mình, anh em mà chơi hết mình. Còn bé này cũng vậy luôn. Vô chơi sơ hở là hắn thua luôn. À, rồi ơi, là mọi người có cố ý câu giờ không vậy? Câu giờ đó. Anh ăn trắng luôn á. Anh năm con anh còn trên bàn luôn. Mà câu giờ mà ăn những đồ dữ trời vậy đó. Mắng gì mình nhiệt tình quá. Tôi là tôi giao đãi với em. À. Mà em hắn thua quá. Để thắng game vừa rồi, các anh có chiến thuật không hay do độ hên xui của mình? Hên xui em ơi. Nó có cả hai ạ. Nó có chiến thuật, nhưng mà thật ra nhìn anh Giang chơi trước để mới hiểu được cái chiến thuật là nên nhử người ta. Đúng rồi. Hơn là bắn. Với lại vô nãy băng đăng có một cái khu vực tâm linh đó. Cái khu vực tâm linh đó mình phải xin rồi này nói mới thắng. Nãy em xin. Vậy là Kỳ Minh Tuấn đi qua khu vực đó với thái độ vênh váo. Thái độ vênh váo. Vênh váo. Rồi phải trả giá. Vô mà hỏi toilet đâu. Đâu rồi. Đấy thôi vậy luôn. Thôi vậy hèn chi phải trả giá. Mất chén cơm trưa. Trời ơi lỗi tại tôi. Các em nhỏ đều giống như anh nha. Ê bây giờ mình qua chỗ ăn mà đồ ăn ngon cái anh em mình tức chết quý hả? Được. Ăn đói em sáng giờ em chưa ăn gì luôn. Nhưng mà hồi nãy em bạn tổ chức nói là Michelin Selected. Là sao anh? Michelin á. Dữ dằn á. Michelin là món gì anh? Michelin là món gì anh? Kem. Michelin. Em chưa ăn kem Michelin. Ừ, cái le, cái bánh xe. Hồi xưa á là vậy nè, Michelin là cái thương hiệu làm cái vỏ xe như Hankook rồi vậy thôi. Yeah. Thì là tài xế người ta đi đường nhiều. Yeah. Đó thì người ta ăn nhiều thì người ta chỉ cho nhau. Wow. À, chỗ này ngon đó, chỗ này kia ngon đó đứng ngoài á. Yeah. Ngon đó thì sau đó người ta thành lập một cái hiệp hội. Yeah. Hiệp hội để thẩm định đồ ăn ngon của Michelin. Yeah. Luôn. Yeah. Cho nên có tên là sao Michelin. Này đang nói thiệt hay dựng chuyện anh? Này đang nói thiệt hay dựng chuyện anh? Này đang nói thiệt hay dựng chuyện anh? Nói thiệt. Từ cái lớp xe mình thành vậy luôn hả? Dạ. Ồ. Giống hiệp hội đường xa. Cho nên là bây giờ là mình sẽ qua nhà hàng mà bên tổ chức chương trình nói là
Michelin Guide đó. Dạ. Yeah. Ta gọi là chỗ ngon người ta chỉ đó. Dạ. Yeah. Sao là gì đó. Không có sao nhưng mà ta lựa selected thôi, à, lựa chọn thôi. Thì lựa chọn thôi. À chúng nhìn mấy quán hủ tiếu, mấy quán cơm sườn, cơm tấm rồi đó. Dạ. Yeah. Mà ăn cái chúng món cơm xài bì dưỡng mình còn cay nữa. Không có đâu. Xài bì dưỡng là không có đâu. Anh nghĩ là nó phải là một cái bàn ăn nào đó, thấy không? Đó thì nói chung là anh hai anh em mình thì không ăn, Tuấn thì ăn lá, Tuấn được ăn á. Sao vậy? Ăn năn sám hối. Nói cãi thì cuộc sống mà lúc này lúc kia. Nhưng mà Michelin ngon lắm. Hy vọng có thử thách cho anh em mình làm để được miếng cơm chứ đói quá. Vào đói không? Đói, em đói sáng giờ ăn gì đâu. Nhưng mà ở đây là thành phố Hồ Chí Minh, anh tuồn cơm qua được. Anh tuồn cơm qua được. Tuồn đi anh. Tuồn chứ. Mười khó mà. Ừ, anh tuồn cơm mà được. Ví dụ tối nay tụi em thua anh tuồn chỗ ngủ cho tụi em được. Có luôn. Hai ngày một đêm về nhà Hiếu. Về nhà Hiếu. Hiếu đó. Đi xa vậy. Ừ. Ôi lỡ mình chơi ở Suối Tiên mà chơi về nhà Hiếu. Không, lỡ mình ra gần nhà Hiếu mình chơi sao? Ờ giờ mà lỡ mình có nhà Củ Chi thì về nhà em. Thôi để anh ngủ Củ Chi luôn. Qua quận 2 thì qua nhà em đi. Vậy ha. Ngủ phòng con chó. Ngủ phòng con chó. Trời ơi, đúng là lòng người. Vừa ra băng đăng có thấy lòng nó lạnh ngắt liền. Chứ phòng người thì em vợ em ngủ rồi. Anh em giàu sinh ra tử, nó vô phòng con chó ngủ. Mọi người thấy không? Anh em giàu sinh ra tử bao nhiêu mùa nâng khăn sửa túi cho nó. Mấy lần mà nguy hiểm lao người đâm đỡ cho bé luôn. Lúc nó xệ dai, nó gãy cánh, anh em đều hạ cứu nó. Rồi ăn uống gì cũng lo cho nó miếng cơm miếng áo. Nó đi khám bệnh, anh em mình cũng đưa nó đi. Rồi những lúc em thèm thuồng, tụi tôi cũng phải gặp bù em, bù em. Bù ha. Rồi bây giờ nó làm, anh em về nhà em ngủ ở phòng con chó. Chúng tôi đã đi quá xa chủ đề. Rồi. Hy vọng là bây giờ sẽ được đi cùng mấy anh em tới chỗ ăn tiếp theo. Bye bye mọi người, chúng ta ngủ xíu đây. Bye. 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 Và bây giờ là tập 2, tiếp tục thôi. Ăn lượng tràn trề. Quá mệt. Thực ra ở thành phố Hồ Chí Minh thì di chuyển nó cũng gần đúng không? Dạ. Đâu có xa gì mấy, tại vì do đường xá nó đông đúc nên mình thấy di chuyển nó lâu chứ nó gần lắm, cách đâu có 4-5 cây số à. Giống như là buổi sáng mà mình đi ra tới công ty đó, đi vèo luôn. Vèo luôn. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị đi về đường Bán Hai đúng không? Dạ. Bây giờ đường Bán Hai trước mặt rồi nè. Đúng rồi. Dạ. Đó. Mình không biết là ăn nhà hàng nào chắc cùng nhất đó nha. Không giấu gì mọi người nữa. Nếu Bán Hai thì đây nhìn ngay nhà hàng của em luôn. Trời ơi. Đờ Bình nè. What? Ủa, ngay từ bán ai? Thành nhà hàng. Đờ Bình này là bán cơm nhưng mà có bán hủ tiếu ở trong. Đầy đủ hết. Ủa có luôn hả? Có bánh mì luôn. Bánh mì ấp la đầy đủ hết. Cơm tấm xài bì chửi có đủ hết. Mà mỗi lần em qua kêu hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Ủa em qua là thằng chip anh nó đi du lịch. Trời ơi, sao mấy em sẽ bằng tôi? Sao á? Qua cái có một cái cậu tôi qua cái điểm Phạm Bình Thạch đó, tôi đi họp ở bên đó, họp với Đông Tây Promotion nè, cái mấy anh em hẹn qua bên Quy để ủng hộ Quy. Xong cái tôi vô là một cái bạn quản lý vậy, anh Giang trời ơi, em chuẩn bị phong vậy đó. Cho anh Vũ đi. Đó thì để em lấy cái món ngon nhất, trời ơi, ok lắm. Cái tôi kèm món ra tôi uống, cái tôi thấy không ngon. Cái tôi nhắn tin Quy ơi, cái món này không ngon, Quy nói trời, cái món đó con keo dẹp rồi mà tại sao bán cho mẹ. Cái là còn dư á. Nguyên liệu còn dư. An toàn. Nước dở rồi ha. Sáng nay lần sau tôi quay lại, cái nó nói quán dẹp bóng đó rồi. Tôi chính là con chuột bạch cuối cùng. Trời ơi là trời. Ôm anh thằng bé đó nó xin nghỉ ngày đó. Ngày cuối cùng đi làm. Thì ra là vậy. Quá trời quá đất. Ôi lỡ mình chơi ở Suối Tiên mà chơi về nhà Hiếu. Không, lỡ mình ra gần nhà Hiếu mình chơi sao? Ờ giờ mà lỡ mình có nhà Củ Chi thì về nhà em. Thôi để anh ngủ Củ Chi luôn. Qua quận 2 thì qua nhà em đi. Vậy ha. Ngủ phòng con chó. Ngủ phòng con chó. Trời ơi, đúng là lòng người. Vừa ra băng đăng có thấy lòng nó lạnh ngắt liền. Chứ phòng người thì em vợ em ngủ rồi. Anh em giàu sinh ra tử, nó vô phòng con chó ngủ. Mọi người thấy không? Anh em giàu sinh ra tử bao nhiêu mùa nâng khăn sửa túi cho nó. Mấy lần mà nguy hiểm lao người đâm đỡ cho bé luôn.